Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với lại kênh của tên Thạch Vlog á. Rồi thì hôm nay Thạch sẽ giới thiệu cho anh em về cái dòng xe Honda Winner. Tem này là tem 2024 nha anh em. Tem này tem mới nhất hiện tại tại cửa hàng của Thạch luôn. Thì đảm bảo chắc chắn là những cái cửa hàng khác đảm bảo chưa có về cái dòng tem này. Và một cái thông tin mà rất là quan trọng đối với các bạn là cái dòng Winner phiên bản 2024 nó cũng sắp ra mắt rồi nha các bạn. Theo thông tin của Thạch đó thì tầm khoảng tháng 12 năm 2023 là sẽ ra phiên bản mới. Nhưng mà những cái đặc điểm nào nó quan trọng hơn nữa thì bên Honda nó vẫn chưa có cập nhật chứ ha. Thì khi nào mà có cái phiên bản cập nhật Honda phiên bản 2024 của dòng Winner này thì sẽ báo cho tất cả các bạn biết ha. Rồi thì hôm nay sẽ review và báo giá cho anh em về cái con Winner phiên bản này là phiên bản 2023 nhưng mà tem là tem 2024, rất là đẹp, rất là mới nha các bạn. Thì bạn nào mà có coi được clip này thì cho xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh đi các bạn. Tuy là một lượt like, một lượt đăng ký kênh của tất cả các bạn nó không có ý nghĩa gì đối với lại tất cả các bạn, nhưng mà đối với Thạch thì giúp cho Thạch vui cả ngày luôn ha. Rồi thì bắt đầu vào video thì cái dòng xe này thì nó cũng giống như những cái con Winner khác, nhưng mà nó khác về cái cách tem. Tại vì cách phối tem thì tem này nó đa phần là về là màu xanh ha các bạn. Màu xanh kết hợp với lại chữ HB với lại số 4 nè. Thì cái đối với cái con phiên bản này là phiên bản này là phiên bản ABS. Thì những cái thanh ABS này nó giúp cho chúng ta là chống mất tiếng phanh, chạy xe nó sẽ an toàn hơn. Và một cái đặc điểm của cái con xe này làm cho nó đẹp hơn đó các bạn. Anh em nào mà mua xe mà anh em muốn đẹp á thì anh nghĩ là anh em nên lên cặp mâm đậu lên là nhìn nó đẹp. Thì cặp mâm này thì lên là mâm đậu, nhưng mà vỏ là vỏ zin nha các bạn. Vỏ là vẫn sử dụng vỏ 90, 80, 17 nè. Vỏ sau cũng là vỏ zin thôi, nên nó hơi bự xíu. Anh em mà mua cái cặp mâm này á về mà mình chạy cái bánh vỏ nhỏ thì nhìn nó rất là đẹp, rất là sang luôn. Với lại xem nó lùng xuống nữa nhìn rất là ngầu luôn anh em. Rồi về cách thiết kế hông của cái con Winner X này thì nó cũng giống như là cái phần đầu luôn, cũng nhận chữ HD4 nè, có chữ Honda ha. Tem này như là nó ghi là chữ 2D nhưng mà không có 2D nha anh em. Này là 3D nha chứ không phải là 2D nha. Rồi về phần đuôi thì nó cũng ghi chữ Winner đơn giản thôi các bạn, nhưng mà theo hình nghĩ là những cái dòng xe này mình lên những cái màu mà đơn giản thôi thì nó rất là đẹp đó. Anh em nào mà mua xe cái con này thì bên kia hàng sẽ ra cò vẹt này kia là đầy đủ hết cho tất cả các bạn luôn ha, bao công an không bắt luôn nha anh em. Về phần đầu thì cũng vẫn như vậy thôi, chìa khóa vẫn là chìa khóa xe máy nè, kết hợp cho chúng ta là cái cổng sạc USB 2.1A nè các bạn đó. Về phần cốp thì cốp xe của cái con Winner này thì nó không có cốp như các bạn. Thì về phần cốp thì nó chỉ đựng cái bình xăng với lại về cái lọc gió nè các bạn đó. Thì một cái đặc điểm mà bất tiện á của Winner bên cái hàng của Thạch á thì thường á là nó những cái ống xăng này các bạn, ống xăng ống hơi á thường bị chuột cắn, thì bên cái hàng Thạch có gắn ống đồng rồi cho các bạn ha. Bạn nào muốn kỹ thì mình gắn ống đồng cho nó đẹp. Về cái phần sau thì vỏ zin của nó là 120 70 17 nữa các bạn đó. Mâm này là mâm 6 cây ha, 2 4 6, mâm 6 cây. Mâm này thì tầm khoảng triệu mấy tới 2 triệu mấy thôi các bạn, tầm khoảng 2 triệu 3 đâu lại thôi. Một cặp mâm này rất là rẻ luôn, bên cái này sẽ bao lắp cho các bạn luôn, bảo hành cho mình là tầm 1 tới 2 năm luôn đó. Thì hiện tại giá xe của cái con Winner này hiện tại đang có giá là 33.500.000 đối với phiên bản tiêu chuẩn, còn đối với phiên bản mà ABS này thì giá là 36 triệu nha các bạn đó. Thì bạn nào mà muốn mua xe thì Thạch có để số điện thoại bên dưới màn hình, thì anh em cứ nhấp vào cái phần bên dưới màn hình đó thì sẽ có cái số điện thoại của bạn nhân viên á, thì các bạn sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bạn. Rồi thì tới đây bạn nào thấy thích thì cho xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.